Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng, 26 tháng 3 1975, 26 tháng 3 2023, sáng nay Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ dâng hương đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo thành phố Huế. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông tại tháp chuông hòa bình, cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời đặt vòng hoa tươi thắm và lần lượt các đại biểu dân hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên khắp mọi miền của đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, nguyện tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu, tiếp bước truyền thống của các thế hệ ông cha, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hoạt động này cũng có phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho cán bộ và nhân dân tỉnh nhà. Sau phục mặc niệm, các đại biểu tham dự buổi lễ đến từng phần mộ thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ với lòng thành kính và tri ân sâu sắc.